nhà mình JC đã quay trở lại đây. Và mọi người có thấy rằng hôm nay JC có nhìn gì khác biệt không? Trông có xinh hơn mọi ngày không? Thực ra thì JC mong muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu về những vấn đề dưỡng tóc. Bởi vì khi mà mình make up có một khuôn mặt xinh đẹp ấy, thì JC thấy tóc cũng không kém phần quan trọng để mình có thể có một cái tổng thể hài hòa. Và đặc biệt là khi mà chụp những bộ ảnh fashion, hoặc là JC là những người yêu thích rất yêu thích thời trang, nên là lúc nào mình cũng muốn thay đổi phong cách. Và chính vì điều đấy nên làm cho tóc của mình càng ngày càng bị kiểu như trông nó bị sơ này, rồi bị chảy ngọn này, bị rất nhiều vấn đề. Nhưng thực ra là mình thực sự là không muốn cắt tóc, bởi vì mình là không thích tóc ngắn. Nên khi mà mình ở bên Hàn Quốc thì JC đã tìm ra được một cái dòng sản phẩm mà JC cảm thấy khá là ưng ý. JC sử dụng được một khoảng thời gian thôi mà em ấy có thể giúp cho JC phục hồi được tóc khá là nhanh. Và đó chính là em Niensen này. Và hiện tại thì bộ sản phẩm dưỡng tóc này JC thấy nó khá là phổ biến, khá popular ở tại Hàn Quốc. Và đương nhiên công sức đầu tiên phải kể đến đại sứ thương hiệu của em ấy, cũng là thần tượng của JC, đó chính là Blackpink. Và với dòng sản phẩm này thì mọi người có thể thấy là trông em nó cũng khá là thời trang, trông khá là thời thượng với sắc màu cam rất là tươi trẻ. Thứ hai thì với những cái hiệu quả cũng như là những cái chiết xuất ở trong thành phần của hai em dưỡng tóc này tạo cho hiệu quả ở trên tóc khá là được ưng ý, nên là JC hiện tại đang xài em ấy cũng được khoảng một vài tháng rồi và cái sự cải thiện nó rất là đáng kể. Em này thì như JC được biết ý, thì hồi xưa ấy, JC thường nhuộm tóc nhưng mà lại không sử dụng dòng của Niensen này. Và hồi đấy là hãng hình như chỉ có dòng nhuộm tóc thôi ý. Mà JC thì nhuộm tóc nhưng mà nhuộm tóc lại hay pha màu, nên là rất là khó để có thể nhuộm tóc ở nhà, nên thường là hay ra hay salon. Nhưng với những cô gái mà chịu khó và có thời gian hơn thì ở Hàn Quốc JC thấy là mọi người hay mua Niensen này về nhà và có thể tự nhuộm. Và thấy rằng feedback từ mọi người, từ các cô gái thì khá là tốt. Nhưng sau đấy thì Niensen mới bắt đầu là mở rộng ra nhiều hơn. Bây giờ thì tấn công vào lĩnh vực là sản phẩm dưỡng cũng như là điều trị dành cho tóc. Và JC thấy là sau một khoảng thời gian ngắn thôi thì hiện tại là em ấy đã được tràn ngập hết tất cả các cửa hàng cũng như là những nơi mà các cô gái trẻ hay sử dụng. Đầu tiên hãy để JC nói đến em kem ngủ tóc này. Thông thường thì mọi người có thể sử dụng những cái dòng dầu gội đầu mà mọi người đã quen thuộc. Nhưng với em kem ủ tóc giống như hoặc là kem xả tóc giống như thế này thì JC cảm thấy nó khá là quan trọng. Bởi vì sau khi mà bước gội đầu lấy đi những cái tạp chất cũng như là chất bụi bẩn, nhưng để có thể có một cái bộ tóc suôn mượt và khỏe mạnh thì bao giờ JC cũng ưu tiên những em kem ủ tóc cũng như là dưỡng tóc giống như thế này. Và có một điều đặc biệt ở đây là với những em xả dưỡng tóc giống như thế này thì chúng ta chỉ cần sử dụng 1 đến 2 lần một tuần thôi, và không sử dụng quá nhiều như kiểu là mình dưỡng tóc ngay sau mình xả tóc ngay sau gội đầu hàng ngày nữa, mà chỉ cần 1 đến 2 lần JC thấy là sau đấy tóc đã bóng mượt chỉ sau một vài ngày thôi, và cái chất tóc của mình cảm thấy nó dày dặn và mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Với một khối lượng là 180ml thì mọi người có thể sử dụng được trong vòng khoảng 2 tháng nếu mà mọi người sử dụng thường xuyên. Và em này thì có cái chất kem nó khá là không bị quá đặc, nó rất là mềm, mịn. Và khi mà chúng ta bôi lên tóc, nó tạo cho tóc của chúng ta có một cái độ mượt nhất định. Và chúng ta chỉ cần sau khi mà gội đầu, chúng ta sẽ bôi em này lên độ tầm khoảng 3 phút để chúng ta giữ lại ở trên tóc để bắt đầu thẩm thấu ở phía trong tóc. Và sau đó chúng ta có thể xả lại ngay. Dòng sản phẩm Niensen này thì hiện tại chưa có nhà phân phối tại Việt Nam, nên là mọi người có lẽ có thể tìm mua những cái hàng xách tay hoặc là nhờ bạn bè đặt tại Hàn Quốc. Và nếu mà có điều kiện thì mọi người có thể mua luôn em dầu gội đầu của Niensen này. Bởi vì JC thấy rằng với một cái bối cảnh cũng như là một cái chiều dài về lịch sử của Niensen có, thì JC nghĩ là nó cũng khá là phù hợp với những bạn mà muốn sử dụng luôn một dọc sản phẩm từ dầu gội đầu cho đến xả cho đến serum dưỡng tóc. Và vừa nhắc đến serum thì JC sẽ giới thiệu ngay với mọi người em serum mà JC đang dùng. Và ở trong mỗi lần mà JC dưỡng tóc thì không bao giờ có thể quên em ấy, bởi vì với những bạn mà cũng có những cái bộ tóc sử dụng mà gọi là làm kiểu rất là nhiều lần thì chúng ta nên chú trọng đến việc dưỡng tóc sau khi mà gội đầu và xả tóc xong. Thì bao giờ mà JC sấy gần khô xong thì sẽ bôi em serum này lên trên tóc của mình. Và bây giờ JC sẽ thử một chút xíu ra tay cho mọi người nhìn nhé.
Và chỉ cần chúng ta lấy một chút thôi thì mọi người có thể thấy rằng em ấy khá là đặc. Cái mùi của em ấy cũng khá là dễ chịu, nó hơi giống với cái mùi xả vừa rồi. Và sau khi mà đưa ra tay rồi, bao giờ Tracy cũng sẽ xoa và bắt đầu là vuốt lên tóc. Và Tracy thường sẽ lưu ý đến cái việc mà vuốt tóc ở phần đuôi, phần này nhiều hơn, bởi vì do đây là những vùng mà tóc bị hư tổn. Và thông thường thì sẽ có hai cách để mọi người có thể lựa chọn thời điểm để mình giữ tóc. Đó, một là thời điểm mà tóc khô giống như hiện tại Tracy đang dùng đây, và thứ hai là khi mà mình mới gội đầu và giữ xả tóc xong thì mình sẽ sấy khô ở tầm khoảng 80% ở trên tóc, sau đấy lấy một lượng vừa phải và bắt đầu thoa lên tóc, thoa hết ở phần phía tóc giống như thế này. Còn khi thông thường mà đã khô rồi thì Tracy thông thường là hay vuốt ở phía phần dưới tóc này để tạo cho mình có một cái lớp tóc trông nó bóng mượt và trông nó mềm mịn hơn rất là nhiều. Và thực sự là cái mùi của em ấy rất là thơm, thơm một cách rất là nhẹ nhàng và làm cho Tracy cảm thấy nó khá là thư thái nữa. Và mọi người có thể thấy là khi mà bôi xong á, thì với một số những cái dòng serum khác thì mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi bị dính dính. Nhưng mà ở đây thì khi mà mình xoa lên tay thì mình có cảm giác dính như khi mà mình bôi ở trên tóc, sau đấy thì mình không hề có một chút gì gọi là vết dính mà chỉ làm cho tóc trông đẹp hơn, mềm hơn rất là nhiều. Và sau khi mà bôi vào ấy thì mọi người có thể thấy là hôm nay Tracy để một kiểu tóc khá là tự nhiên, và em ấy thì giúp tóc của Tracy trông nó mềm hơn và nó cũng có độ kết dính nhưng mà trông nó rất là vừa phải. Và với em này thì Tracy nghĩ là kể cả mọi người có sử dụng dầu gội đầu hay là những cái dầu xả, những dòng sản phẩm khác thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng em này được, bởi vì Tracy thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là mềm và tóc mình trông kiểu mềm mại hơn hẳn lúc nãy, và mọi người nhìn xem nó rất là thuận tiện nữa, bởi vì có những dòng sản phẩm khi mà Tracy sử dụng serum xong hết là Tracy sẽ chưa đi ra đường ngay mà sẽ ngồi một lúc để cho em ấy thẩm thấu vào phần tóc, nhưng với em này thì nó đã khô luôn rồi. Và hy vọng là với những cái trải nghiệm cũng như cái review vừa rồi của Tracy dành cho mọi người thì mọi người sẽ có thêm được những cái sự lựa chọn để mình có thể sử dụng trong cái mùa hè nóng nực giống như thế này. Và với những cô nàng thích stylist, thích những cái bộ tóc cũng như là những cái kiểu tóc mới lạ, mọi người sẽ không ngần ngại để sử dụng, bởi vì bây giờ chúng ta đã có những em dưỡng tóc giúp chúng ta phục hồi tóc nhanh như thế này rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được một dòng sản phẩm mà mình yêu thích nhé. Và với những ai mà cũng yêu mến Niancin và Blackpink giống như Tracy thì Tracy cũng sẽ gửi tặng cho một cô nàng may mắn nhất đã like và subscribe kênh YouTube cũng như là share fanpage của Tracy, em Niancin Serum Perfect này. Và hy vọng là em này sẽ giúp đỡ được cho mọi người trong những việc là chúng ta dưỡng tóc. Và một món quà siêu đặc biệt nữa, đó chính là single comeback của Blackpink cho những cô nàng cũng là fan cuồng giống như Tracy. Và hy vọng với hai món quà xinh xắn này thì mọi người sẽ có một buổi đi chơi cũng như là một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ cùng làm đẹp với nhau trong những video clip tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những lần sau.